Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở ngã ba tuyến đường Trần Khát Chân và Nguyễn Quái. Quý vị và các bạn, trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba Nguyễn Quái và Trần Khát Chân. Bây giờ là 17 giờ chiều ngày thứ hai, 27 tháng 6 năm 2022. Ngày hôm nay thủ đô Hà Nội rất nắng và nóng quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn thấy, bầu trời trong xanh, nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 38 độ C. Chiều hôm nay Việt sẽ mời quý cô chú anh chị cùng Việt đi một vòng trên tuyến phố Trần Khát Chân qua tuyến phố Xã Đàn để cảm nhận những hình ảnh nắng nóng diễn ra tại thủ đô Hà Nội quý vị và các bạn. Rất nắng, bây giờ là 5 giờ chiều rồi, ánh nắng vẫn chói chang. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt, cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Đoạn này trên tuyến phố Trần Khát Chân, Việt thấy tất cả các cửa hàng kinh doanh buôn bán phụ kiện của ô tô có cửa hàng đã mở cửa. Đúng rồi anh. Anh cứ đi thẳng. Anh cứ đi hết đường, anh hỏi tiếp. Hết đường, xa, xa đó. Rồi, đúng rồi, đi lên cầu, đi hết đường. Vâng, vâng, hết đường anh hỏi tiếp. Và trước màn hình, quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba phố Lương Yên và Trần Khát Chân. Phố Lương Yên rất là mát quý vị và các bạn. Các tòa nhà chắn hết ánh nắng rồi. Việt mời quý cô chú anh chị cùng Việt đi lên trên cây cầu vượt. Wow, ánh nắng chói chang quý vị và các bạn. Màn hình quý vị và các bạn là tuyến phố Lò Đúc. Nắng nóng đi cảm giác rát hết mặt quý vị và các bạn. Trên tuyến phố Trần Khát Chân, Việt thấy đều là các cửa hàng đều mở cửa kinh doanh. Như quý vị và các bạn thấy, giờ này cũng là giờ các cửa hàng cũng như là các công ty đã nghỉ, nên là rất nhộn nhịp các phương tiện di chuyển trên tuyến phố Trần Khát Chân.
Việt đang ở ngã tư Võ Thị Sáu và Trần Khát Chân, quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng Việt đi lên trên cây cầu vượt Trần Khát Chân và Đại Cổ Việt. Đây là tuyến đường Đại Cổ Việt rồi. Các bệnh viện rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Trên tuyến phố Đại Cổ Việt, mình thấy các cửa hàng cũng đều mở cửa kinh doanh buôn bán. Các cửa hàng xả quần áo hút khách. Mình đang ở ngã ba Nguyễn Đình Chiểu và Đại Cổ Việt. Quý vị và các bạn, ngay góc ngã ba là Công viên Thống Nhất. Xuống dưới hầm Kim Liên. Sang tới tuyến phố Xã Đàn rồi, quý cô chú anh chị và các bạn.
trên tuyến phố Xã Đàn mới thấy nó mở cửa. Các cửa hàng đều khuyến mại hết. Trên đoạn này vẫn thấy thỉnh thoảng có một hai cửa hàng vẫn chưa có người kinh doanh. Hình ảnh rất nhộn nhịp trên tuyến phố Xã Đàn, quý vị và các bạn. Đây thì Việt thấy nhiều cửa hàng vẫn chưa có người thuê. Càng về cuối đường Xã Đàn thì Việt thấy các cửa hàng bỏ trống, chưa có người thuê nhiều hơn, quý vị và các bạn. Đang ở ngã tư Trung Phúc và Xã Đàn, quý vị và các bạn. Thời tiết nắng thế này thì thấy công việc kinh doanh buôn bán cũng chậm, quý vị và các bạn. Hầu như mình thấy các cửa hàng đều vắng khách. Nắng quá mà các thương hiệu phải lấy những tấm chắn để che cửa hàng lại. Việt cảm ơn quý cô chú anh chị cùng Việt đi một vòng trên tuyến phố, trên tuyến đường Trần Khát Trân và tới ngã 6 Xã Đàn, Hồ Chợ Dừa, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng và Khâm Thiên, quý vị và các bạn. Việt sẽ dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt. Điện thoại của Việt cũng nắng nóng lắm rồi, chắc chắn mấy phút nữa thì sẽ ngắt thôi. Việt sẽ dừng clip trước. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt. Cảnh chiều nắng quý vị và các bạn. Hơn 5 giờ chiều rồi, hơn 17 giờ rồi. Ánh nắng vẫn chói chang.